Bạn đã từng nghe đến những khái niệm là dùng bức xạ hay dùng đối lưu? Những khái niệm này là gì trong hệ mặt trời? Mặt trời ngôi sao trong trung tâm Thái Dương hệ và là nguồn cung cấp năng lượng, ánh sáng tự nhiên cho trái đất. Song ít ai biết chính xác thành phần cấu tạo nên mặt trời. Một trong những khái niệm bạn hay nghe đó là dùng bức xạ và dùng đối lưu. Dùng bức xạ là dùng nằm từ 0,25 tới khoảng 0,7 trong bán kính mặt trời, vật liệu mặt trời đủ nóng và đặc đủ để bức xạ nhiệt chuyển được nhiệt độ từ trong lõi ra ngoài. Trong dùng này không có đối lưu nhiệt, tuy các vật liệu lạnh đi khi độ cao tăng lên từ 7,0 cờ tới khoảng 2 triệu cờ, làm ra đinh nhiệt độ này nhỏ hơn giá trị tỷ lệ khoảng đoạn nhiệt adiabatic Lacerate, và vì thế không thể gây ra sự đối lưu. Nhiệt được truyền bởi sự bức xạ ôm của hydro và heli phát ra các photon, nó chỉ di chuyển một khoảng cách ngắn trước khi bị tái hấp thụ bởi các ôm khác. Các photon thực tế bật lên rất nhiều lần xuyên qua vật chất đặc này tới mức một photon riêng lẻ mất khoảng 1 triệu năm để tới được lớp bề mặt, và vì thế, năng lượng chuyển ra ngoài rất chậm. Mật độ giảm sút hàng trăm lần từ 20 g xuống chỉ 0,2 g, từ đáy lên đỉnh dùng bức xạ. Dùng chuyển tiếp ta chốc linear, giữa dùng bức xạ và dùng đối lưu là một lớp chuyển tiếp được gọi là ta chốc linear. Đây là dùng nơi có sự thay đổi mạnh giữa chuyển động xoay đồng tốc của dùng bức xạ và chuyển động chênh lệch của dùng đối lưu dẫn tới một sự trượt mạnh, một điều kiện nơi các lớp ngang giáp nhau trượt trên nhau. Các dạng chuyển động giống chất lỏng trong dùng đối lưu bên trên dần biến mất từ đỉnh của lớp này xuống đáy của nó, phù hợp với các đặc điểm yên tĩnh của dùng bức xạ trên đáy. Hiện tại, có giả thuyết cho rằng một nguồn phát điện từ bên trong lớp này tạo ra từ trường của mặt trời. Dùng đối lưu trong lớp ngoài của mặt trời, từ bề mặt nó xuống xấp xỉ 200,0 km hay 70% bán kính mặt trời, magma mặt trời không đủ đặc hay đủ nóng để chuyển năng lượng nhiệt từ bên trong ra ngoài bằng bức xạ. Vì thế, đối lưu nhiệt diễn ra khi các cầu nhiệt mang vật liệu nóng ra bề mặt quyển sáng của mặt trời. Khi vật liệu lạnh đi ở bề mặt, nó đi xuống dưới đáy dùng đối lưu để nhận thêm nhiệt từ đỉnh dùng bức xạ. Các cầu nhiệt trong dùng đối lưu tạo nên một dấu vết trên mặt trời dưới hình thức hộp mặt trời solar granulation và siêu hộp. Sự hỗn loạn đối lưu của bộ phận phía ngoài này của phần bên trong lòng mặt trời hình thành một máy phát điện tỷ lệ nhỏ xuất hiện tạo ra từ trường Bắc và Nam cực trên toàn bộ bề mặt mặt trời. Dùng đối lưu trong hệ mặt y xem là lớp ngoài cùng trong khu vực bên trong mặt trời. Nhiệt độ trong khu vực này lại rất mát mẻ, phù hợp với các ôm mang khối lượng nặng như carbon, nít, oxy, canxi và sắt giữ ở trạng thái electron. Những electron này bị chắn sáng và có khả năng hấp thu thêm nhiều hơi nóng, từ đó tạo ra quá trình đun sôi hoặc chuyển hóa magma. Nhật Linh theo Wikipedia, nguồn, Việt Nam Net.